Đó, đó, đồ nó suốt. Trời ơi, cái này á, à, mình bỏ lên là nó đưa cái miệng nó lên không nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Ở đây là huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang, và phía sau lưng cô bác quý anh chị là một cái vách đá. Và hiện nay thì Bùi Hồ trong khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm. Thì ở đây có một cái câu chuyện rất là hay, đó là những cái đàn cá mà các Phật tử phóng sinh đó, thì sau khi phóng sinh và nuôi chúng lớn thì hiện nay số lượng rất là nhiều. Ở đây thì có hai màu, màu đen là nhiều nhất, còn cái màu trắng thì đôi khi xen, nhưng mà nó làm cho cái hồ cá này nó đẹp hơn nè. Và chúng có thể vì cái số lượng nhiều như thế và thức ăn không đủ nên những cái lượng cá này nè, nó cứ thân thiện, rất là thân thiện với lại con người. Và mỗi lần khi đến Thiền viện Trúc Lâm thì cô bác quý anh chị, những Phật tử thường đến đây để cho cái đàn cá ăn. Và phía xa xa kia đó chính là cái nơi mà quay qua đó giùm anh. Đây là một cái nơi mà coi như là khi đến Thiền viện Trúc Lâm thì đến một cái nơi này. Và cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng ở cái nơi này thì sau khi có được cái đàn cá này đó, thì ở đây phát sinh ra một cái nơi bán thức ăn. À, thì để biết thêm cái câu chuyện này thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ chào cô. Dạ cô bán thức ăn cho cá hả? Cô bán, con mua thức ăn cho cá. Cô một bịch bao nhiêu cô ha? Cô lấy con một bịch nha. Đi lấy nguyên liệu gì đó. Dạ. Chuyện đi lấy tư liệu gì đó. Dạ con quay lên YouTube thôi. Cứ phóng liên tục, chứ mình đang không phải là lúc có lúc không. Nhưng mà con thấy thường thì người ta phóng sanh những loại cá như là cá khác, nhưng mà ở đây thường là tùy duyên thôi cô ha. Tại vì như người ta thấy cá chê ở đây nó sống là nó hợp với cái nước á. Dạ. À, này gửi con 90. Dạ. Thì cái nước của nó dễ sống thì con gửi cô 200 á. Ừ. Dạ. Người ta thích sống con cá chê, cá chép, cá coi, có đủ hết. Dạ. Nhưng mà cá chép, cá coi này cái lượng nước nó yếu không? Nó lạnh cái là phải chạy oxy. Dạ, mà hàng năm thì Phật tử đến đây phóng sinh nhiều không? Phật tử đến liên tục. Không. 2-3 ngày thì người ta đến người ta phóng. Ừ. Cô bán này lâu chưa? Mới mấy tháng rồi cô. Phật tử yêu cầu quá rồi chùa. Cô là ở chùa luôn ha? Cô Phật tử đi làm mà công quả mà. Dạ. Cô bán là để cho Phật tử đến để gieo duyên. Dạ. Nên nhờ mọi người nhín ra tí tiền cho cá ăn được no, mà người bỏ tiền ra thì cũng vui. Được phước chứ con. Dạ được phước. Vừa bây giờ được phước mà vừa được vui. Mình mới mua của cô này 10.000 đồng thì để cho đàn cá này ăn. Trước đây thì rất là nhiều, nhưng mà cô chia sẻ thì sau khi bắn đá đó thành thử ra cá nó là bị nhát rồi ha. Con đi nha cô. Ờ. Cá lúc trước là con thấy là nó bò lên đây luôn á. Thấy thức ăn là nó bò lên luôn. Bò lên luôn hả cô hả? Đây, mình mới mua bịch. Dạ. Ôi. Ôi. Trời ơi. Hải hùng à. Quá đói, chắc tại vì nó quá đói. Ôi ôi. Đen thồi lồi luôn à. Ôi ôi. Ê. Nè ăn đi. Trời ơi. Đồ xuống. Bao nhiêu đây? Trời ơi. Cô cho con bịch nữa cô.
ước tính này không biết bao nhiêu ngàn con, nói trời ơi nó bò lên kìa, con này nằm lên trên luôn. Nhưng mà nó bị đau mình đó không ta? Nghĩ là chắc cũng đau á. Dạ đá trơn rồi. Trời ơi. Ôi ơi. Ướt cái máy. Ôi ôi. Nhìn một màu đen không à. Ơi. Mà con này cỡ khoảng nửa ký kg á. Mà lượng cá đều ghê. Chưa từng bao giờ mà thấy đàn cá trê mà nó nhiều vậy luôn á. Mỗi lần mà cô thảy xa ra một cái ha, thảy đằng kia một cái trời nó lên kìa. Trời ơi. Cái này là cá nhiều hơn nước. Ôi ôi. Ôi nè 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 nè. Đó. Đó. Đồ nó xuống. Trời ơi. Ước tính này mỗi một con gần 1 kg, thì trong đó có nhiều nhất là cá trê màu đen. Nhiều nhất ở đây đó chính là cá trê màu đen, thì lâu lâu xen lẫn có những cái con cá trê màu trắng như thế này. À, mình bỏ lên là nó đưa cái miệng nó lên không nè. Trời ơi, trời trời trời, nó đau đó. Trời ơi. Ghê gớm một. Vì cái lượng cá nhiều như thế này mà cái khách thập phương mà mỗi khi mà đến hành hương đến thiền viện Trúc Lâm thì đây là một cái điểm du lịch. Cô bao giờ có bao giờ cô gặp cá đông gì chưa? Dạ hả? Phải nói là không biết bao nhiêu cá mà nói. Nó bò lên nè. Đồ xuống. Để thằng hẹn nó lên nó ăn. Trời 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 trời. Cá nhiều quá nên là nữ ra là nước mà nó văng lên á, nó bị hôi luôn. Phải nói là nhìn qua màn ảnh thôi thì có thể là không cảm nhận được cái độ dày đặc của cá khi mà nó ở dưới nước này đâu. Nhưng mà không phải là riêng một cái khu vực này thôi, mà nó còn cả mị dày ở đằng kia. Mà cái chỗ nào mà có bể có thức ăn thì cá nó sẽ lên. Nếu như mà tính theo ước tính bình thường mỗi một ngày thì chắc có thể ăn đến 5 bao thức ăn, vẫn chưa đủ cái lượng thức ăn cho loại cá này. Mà một ngày mà cứ nhiều đoàn khách thì những cái con cá mà may mắn nó mới là được lại đây thôi. Cô ở đằng kia rồi sao cá nó ăn được cô? Có nữa hả? Ôi ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái con đó là con cá khổng lồ á. Nó có chục con như vậy á mà mới hai nó về. Cái cá này nó tồn tại bao lâu rồi cô? Thôi, cá này tồn tại bao lâu rồi? Thầy cho phóng sanh khoảng 2 năm rồi đó con. Dạ. Có một cái con cá cực lớn luôn. Cá cực lớn là cá cũ có hồn. Cá nó ở dưới có hồn này. Cá này chưa lớn đâu. Cái con mà trọng lượng bự nhất là nó khoảng chừng chục ký không cô? Hơn chục ký ạ. Hơn chục ký nữa thôi. Đó cái con có miệng bự hồi nãy là hơn chục ký. Dạ.
Ở đây thì có hai màu, màu đen là nhiều nhất, còn cái màu trắng thì đôi khi xen, nhưng mà nó làm cho cái hồ cá này nó đẹp hơn nè. Rồi nó lội ra, nó ghẻ nước ra nó lội luôn á. Có mấy người dòng dòng đây có khi người ta câu với cá mười mấy ký. Ồ vậy hả? Cái hồ này là hồ tự nhiên hả? Hồi xưa người ta bắn đá rồi, bắn đá rồi. À, bắn đá rồi nó thành hồ ha. Thôi, quá trời nhiều luôn. Ở bên đây thì mọi người sẽ thấy được cái con cá. Cô ơi, cho con bịch thức ăn chứ con trả tiền cho. Con ném xa ra ngoài á, cá vàng, cá cha nữa. Ở bên đây thì mọi người sẽ thấy được cá màu đẹp hơn, đó là cá cá chép coi. Con ở đây cũng lớn rồi á. Lâu lâu có bể đá gì hay ha. Nước ở bên đây thì nó không có hôi giống như nước bên kia. Cá bên kia thì nước nó lại hôi hơn, đen hơn. Cá này thì nó mà cá đây màu đẹp hơn. Cũng có cá trê nữa nè, bự hơn nữa cô ha. Rồi nhìn tổng quan nhìn đẹp ghê á. Thì Bùi hồi xin quay một clip ngắn về cá cho cô bác quý anh chị xem gì. Xin chào và hẹn gặp lại. Nó bị gớt lây cam, may là nó gớt ở trên này chứ không ấy nó gớt ở dưới sông. Đã đã em lên em lượm cái máy bay em đi xuống liền, em lên em lượm cái máy bay em đi xuống liền à. Ở kia bay nãy kia cái hết pin em nó mới bay đúng độ cao nó, rồi thành thử là nó gớt trên đây luôn. Trời ơi, cũng may mắn là nó còn gớt trên đây chứ không ấy nó gớt ở đây nè. Ở trên kia cái cầu này cũng chưa làm xong nữa nè, may mắn ghê á. Mấy người ở đó đang nhìn mình, nói chung là Bùi Hồ cũng khá là may mắn khi mà lay cam nó còn, cũng không ấy là chưa cái không ấy là xong cái máy bay này rồi. Ôi, một lần đầu tiên gặp sự cố khi mà bay gớt lại cam, và đặc biệt may nữa là nó gớt trên cầu, không ấy nó gớt xuống nước là xong rồi. Thôi gấp may, ôi giời, văng nắp pin ra luôn. Ở chào cô bác quý anh chị nha, may mắn quá.